thân mến chào quý cô bác anh chị, các bạn và cùng các em gần xa trở lại với kênh YouTube. Hôm nay là ngày 10 tháng 9 năm 2023. Em đang có mặt ở tại thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Hiện tại bây giờ chúng ta thấy ở tại cái con đường này, chỗ cái bùng binh của thị xã Sông Cầu rất là đông người. Quý cô bác và anh chị, chúng ta nhìn thấy rất là nhiều xe Honda dựng ở đây. Bây giờ chúng ta nhìn sơ qua đây, chúng ta nhìn thấy mọi người đang tập trung vào cái quảng trường của thị xã Sông Cầu. Đến thời điểm bây giờ chúng ta phải nói là bắt đầu ở thị xã Sông Cầu, các xã phường hình như là tiếng trống của lăng vang dội khắp nơi như một đêm giao thừa mà pháo nổ đó quý cô bác và anh chị. Cứ vào buổi chiều tối khoảng chừng 7 đến 8 giờ thì ở các xã phường đều nghe tiếng trống lăng vang dội lên. Chúng ta tưởng chừng như là những cái đêm giao thừa mà cái thời lúc trước mà chưa có gọi là cấm về cái chuyện đốt pháo á, thì chúng ta nghe cái đêm giao thừa pháo nổ rôm rã. Thì thay vì đến hiện tại bây giờ thì chúng ta thấy là tiếng trống lăng giống như là một đêm giao thừa pháo nổ. Đây biết của bác và anh chị, chúng ta sẽ vào tham quan và xem bắt đầu lăng đã lên vàng múa cho bà con ở tại thị xã Sông Cầu xem rồi. Biết của bác và anh chị đây, biết của bác anh chị đây, mọi người tập trung vào đây rất là đông. Đây biết của bác và anh chị quý cô bác mà gì, chúng ta sẽ đi lần vào đây để chúng ta tham quan cùng hòa nhịp vào trung thu của các em thiếu nhi. Phải nói là năm nay tuy rằng thời tiết cũng có mưa nhiều nhưng mà nó cũng thuận tiện cho cái việc mà cái thời tiết nó ổn định vào những cái buổi chiều tối như thế này. Quý cô bác mà chị ở mọi người chơi cú lăng. Quay cho con. Rồi,